sư đã tới chuồng dê và chuồng thú. Ôi mẹ, mẹ cái hộp như vậy luôn. Mẹ bỏ vô trong đó rồi. Có nhỏ con cho con nhỏ. Ủa luôn á, đi sang. Ủa đây này, đi đâu á? Con đi đây đâu có đâu. Con ở dưới kìa, Roxy, cái con ở dưới kìa, tội nghiệp nó kìa. Đó, đúng rồi. Con này dễ thương không? Đây nè, đây nè, con này nè. Dễ thương không? Đấy, đúng chưa? Cho con bé, con nào nó chẳng đói. Cho con bé ăn rồi. Biết chưa? Đâu rồi, dê nó đâu rồi? Mua nữa ha, mua nữa cho nó ăn tỏi cho dê. Thích quá. Thích quá. Tội nghiệp đó kìa. Cho con này nè Roxy. Cho con nhỏ này ăn nữa. Rồi, xong đây. Con nhỏ này ăn này. Các bạn nhỏ đang cho dê ăn ở trong chuồng. Dê nó đói, nó dí theo các bạn nhỏ.